Lạng Sơn là địa bàn có nhiều lợi thế về khí hậu, đất đai với sự đa dạng các sản phẩm đặc sản, xác định xây dựng phát triển thương hiệu cho sản phẩm có vai trò cực kỳ quan trọng. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn, việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị của các sản phẩm nông sản, phát huy tối đa lợi thế về tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương với giá trị đem lại cho người nông dân đạt hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Từ cái xây dựng thương hiệu nông sản cho bà con nông dân thì đã đem lại cho đời sống bà con nông dân rất là tốt. Giá trị nông sản được nâng lên, là thu nhập của bà con cũng được nâng lên và đời sống cũng được nâng cao. Đấy, chúng ta có thể thấy điển hình là ở cái khu vực trồng na của huyện Chi Lăng. Thời gian gần đây là bộ mặt đã được đổi mới rất là toàn diện. Từ hồi ra con sắm được xây cái nhà, xong rồi sắm sửa trong nhà, đồ sinh hoạt, nào, lắp tủ lạnh, nào lắp cái máy nóng lạnh, nào các thứ ở trong nhà ấy, là đấy là chính vì hồi đấy. Bắc Sơn là vùng đất chuyên canh giống quýt vàng nổi tiếng với diện tích hơn 600 hectare, đã đem lại giá trị kinh tế cao cho bà con nơi đây với hơn 100 tỷ đồng mỗi năm. Gia đình chị Dương Thị Hồng Điệp ở xã Chiến Thắng với hơn 2 hectare quýt đã cho thu hoạch mỗi năm trên 200 triệu đồng. Ngoài mua sắm các vật dụng trong nhà, năm vừa qua gia đình đã mua thêm được một ô tô trị giá hơn 1 tỷ đồng. Tất cả cũng từ quýt mà ra. Vào năm 2017 thì cây quýt nó bắt đầu trở thành thương hiệu của huyện Bắc Sơn, là quýt vàng Bắc Sơn, là có cái thương hiệu đó. Thì cái hiệu quả kinh tế thì nó rất là cao. Trước đây thì với cái là các gia đình là tự phát, tự trồng, thì khi mà bán quýt thì chỉ được khoảng 8 đến 10 nghìn hoặc 15 nghìn một cân thôi. Thế còn từ khi mà có thương hiệu thì quả nó cũng to hơn, rồi tốt, đẹp hơn, rồi mã vàng hơn, thì chúng tôi bán được từ 25 đến 30 nghìn một cân. Trước kia thì gia đình trồng chỉ còn hơn 1 ha. Tuy nhiên thì thấy cái giá trị kinh tế nó cao và cũng phù hợp, và cái đất thì cũng hợp với cây quýt. Vì vậy là gia đình đã nhân giống thêm và đã trồng thêm, thì hiện tại là gia đình có gần 2 ha. Về cái sản lượng thu thì mỗi năm là thu được khoảng 8 đến 10 tấn. 8 đến 10 tấn thì với cái giá cả như thế thì gia đình cũng thu nhập được khoảng hơn 200 triệu. Đối với trên địa bàn xã Chiến Thắng, diện tích cây quýt tính đến thời điểm hiện tại là có 82 ha. Từ khi mà xây dựng được cái thương hiệu quýt vàng Bắc Sơn và đối với Chiến Thắng, thì đời sống kinh tế của bà con nhân dân qua cái quýt ấy thì phát triển rất là tốt. Bà con cho thu nhập kinh tế rất là cao, bởi vì cái quýt nó là một cây mũi nhọn của Chiến Thắng. Riêng đối với bà con thì cũng được tiếp cận các cái kênh từ phòng nông nghiệp, có những lớp tập huấn cho bà con về chuyển giao về cây quýt, và đặc biệt là mở những lớp tập huấn về cây quýt chuyên ngành cây quýt, thì bà con qua đó thì cũng áp dụng được nhiều cái khoa học kỹ thuật để cho cây quýt năng suất ngày một cao hơn. Đến nay, toàn tỉnh đã xác lập quyền sở hữu trí tuệ với 24 sản phẩm như rau thành phố Lạng Sơn, bá kích Định Lập, cao khô Vạn Linh, nem nướng Hữu Lũng, ngựa bạch Hữu Kiên, thanh long Bình Gia. Trong đó, hồng Bảo Lâm, hồi Lạng Sơn được xác lập và bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh hồng Vành Khuyên, thôn Nà Mò, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn có 8 thành viên với diện tích canh tác 50 ha, được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hợp tác xã không chỉ giúp các thành viên trong quá trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, mà còn giúp các hộ dân tìm đầu ra cho sản phẩm để nâng cao hiệu quả trong sản xuất. Bước sang năm nay trồng theo cái hồng Việt Gáp thì cái đầu ra của chúng tôi ổn định hơn và chăm sóc cây hồng tốt hơn, và được những cái sâu bệnh đã phun kịp thời, và những cái quả đã đẹp hơn và bóng hơn, và những cái thương lái năm nay cũng đã như là tin tưởng hơn về những cái mẫu mã và cái sản phẩm sạch của Việt Gáp. Lúc trước bà con điều truyền thống thì gọi là cứ đến vụ, có sai không sai không biết, cứ đến vụ đi phát một cái là thu hoạch thôi. Đấy, cho nên hiệu quả nó, kinh tế nó, ví dụ cái quả mẫu mã nó không đẹp lắm. Đấy, từ khi tôi làm cái chương trình này rồi bây giờ gọi là quả đẹp, nên là thương hiệu được tốt này, xong rồi cái năng suất nó cao này. Đấy, xong rồi đấy, chúng tôi đã thành lập hợp tác xã để bao tiêu sản phẩm tại chỗ cho bà con. Để có được kết quả trên, tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm nông nghiệp.
các sản phẩm được bảo hộ và trong quá trình xác lập quyền sở hữu trí tuệ đều được hỗ trợ kinh phí, tem truy xuất nguồn gốc, tư vấn thiết kế bao bì, nhãn mác, cơ chế quản lý nhãn hiệu tập thể. Hỗ trợ các tài liệu kỹ thuật nhằm duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa được bảo hộ. Cùng với đó, sản phẩm nông sản được tham gia các hội chợ trưng bày triển lãm quảng bá sản phẩm, từng bước xác lập các kênh tiêu thụ, kết nối thương mại. Để góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cho sản phẩm nông sản của tỉnh Lạng Sơn và phát triển bền vững, thì trong thời gian vừa qua thì tỉnh Lạng Sơn cũng đã thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Và với mục tiêu chính thì là hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ và quản lý và khai thác phát triển các tài sản trí tuệ cho các sản phẩm nông sản của tỉnh. Sau khi được xác lập phát triển tài sản trí tuệ thì cũng đã được hỗ trợ khai thác giá trị thương mại. Và qua đó bước đầu thì mở rộng để tăng cường cái quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Từ đó quay lại kích thích phát triển sản xuất đối với các sản phẩm nông sản này. Và bên cạnh cái việc hỗ trợ khai thác phát triển tài sản trí tuệ thì cũng có rất nhiều chương trình nghiên cứu khoa học được tập trung vào các sản phẩm nông sản này, từ các cái khâu sản xuất, từ các quy trình kỹ thuật canh tác mới, cũng như là hỗ trợ các cái ứng dụng công nghệ mới vào trong cái việc chế biến bảo quản sau thu hoạch, làm nâng cao cái giá trị gia tăng của từng sản phẩm, và qua đó thì càng ngày càng quảng bá và phát triển mở rộng tiêu thụ thị trường sản phẩm. Thế thì đấy là những cái thực hiện trong thời gian vừa qua, và trong thời gian tới thì tỉnh Lạng Sơn xác định là sẽ tiếp tục hỗ trợ khai thác phát triển tài sản trí tuệ mạnh mẽ hơn nữa đối với các sản phẩm nông sản của tỉnh. Cụ thể là tỉnh đã ban hành đề án thực hiện chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2020 đến năm 2030, và mục tiêu xác định trong 5 năm tới đến năm 2025 là sẽ hỗ trợ khai thác được 4 đến 5 sản phẩm mà được mang chỉ dẫn địa lý, cũng như là khoảng độ ít nhất là 20 sản phẩm sẽ được tiếp tục hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, và tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào đối với các sản phẩm này, từ các khâu chế biến canh tác cũng như là bảo quản chế biến sau thu hoạch, và quảng bá, tiếp tục quảng bá để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị và đa dạng hóa sản phẩm để làm sao nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông sản của tỉnh. Bên cạnh xác lập quyền sở hữu trí tuệ, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP cũng góp phần tạo nên thương hiệu của nông sản trên địa bàn tỉnh. Các huyện, thành phố đã rà soát, xác định sản phẩm đặc trưng của xã, phường, thị trấn, đồng thời tích cực vận động, hướng dẫn các cơ sở sản xuất hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong 2 năm 2019 và 2020, toàn tỉnh đã có 22 sản phẩm được xếp hạng OCOP 3 sao, 4 sao, tiêu biểu như Na Chi Lăng, chè ô long, rượu men lá mỏ heo, gạo bao thai hồng, tinh bột nghệ hữu cơ Hồng Nhung. Từ khi được xây dựng thương hiệu, các sản phẩm nông sản của tỉnh Lạng Sơn đã có mặt tại nhiều hội chợ nông sản lớn của quốc gia và khu vực. Đến năm 2020, các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng đã có trên 3.200 hecta na, trong đó 800 hecta na được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp. Những diện tích trồng na còn lại đều được cam kết sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện tại, tổng sản lượng na trên địa bàn tỉnh đạt 70.000 tấn, mang lại doanh thu hơn 1.200 tỷ đồng, tạo sinh kế cho hàng nghìn hộ nông dân. Trong những năm qua thì cấp ủy chính quyền cũng tăng cường cái việc tập huấn cho bà con nhân dân sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Thứ hai là chúng tôi là hỗ trợ bà con toàn bộ thuốc bẫy bả sinh học, ruồi vàng để bà con phòng trừ dịch bệnh. Thứ ba nữa là hỗ trợ bà con về cái quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Tại hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm Na Chi Lăng và sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2020, một số doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh bày tỏ mong muốn được giao lưu, kết nối tiêu thụ sản phẩm Na Chi Lăng và các sản phẩm OCOP của tỉnh. Trong đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh đã ký kết hợp tác, xúc tiến quảng bá tiêu thụ sản phẩm na và nông sản của tỉnh Lạng Sơn. Có thể nói là sản phẩm na của Lạng Sơn là một cái sản phẩm rất là đặc biệt của huyện Chi Lăng, huyện Hữu Lũng của tỉnh Lạng Sơn. Và những năm vừa qua thì Lạng Sơn đã tổ chức những cái chương trình quảng bá cho sản phẩm na không chỉ ở Lạng Sơn mà đã tổ chức tại Hà Nội rồi các cái tỉnh phía Nam. Và Lạng Sơn thì đã chủ động để quảng bá cho các sản phẩm, và qua những cái thời gian công việc quảng bá như vậy thì cái giá trị của sản phẩm na đã tăng lên rất là lớn, và chúng tôi đánh giá rất là cao cái việc mà xây dựng thương hiệu cũng như là sự vào cuộc của các cái cơ quan ban ngành của Lạng Sơn. Bên cạnh sản phẩm nổi tiếng là cây na,
thì sản phẩm hoa hồi Lạng Sơn cũng đem lại giá trị kinh tế rất cao với diện tích trên 34.000 ha, sản lượng đạt trên 15.000 tấn một năm. Nhờ cây hồi mà kinh tế của nhiều hộ gia đình đã khấm khá lên rất nhiều. Thôn Tây B, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan có hơn 100 hộ dân thì 100% số hộ đều trồng hồi. Bà Linh Thị Bền sở hữu vườn hồi hơn 3 ha đã đem lại thu nhập ổn định cho gia đình mỗi năm từ 100 đến 150 triệu đồng. Mấy năm gần đây cái hồi ấy thì là được cái kinh tế nó cao, thế là dân là sẽ tập trung vào chăm sóc cây hồi từ trồng đến thu hoạch, thế là dẫn đến là kinh tế kể gia đình tôi nói riêng và ở thôn là nói chung là rất là được ổn định, mua sắm đồ dùng trong gia đình rất là dễ dàng, nâng cao cái đời sống của bà con nông dân ở đây ạ. Tỉnh Lạng Sơn xác định chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn với trọng tâm là phát triển các nhóm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tinh hoa đặc biệt của mỗi vùng mà các địa phương khác không có, được chính quyền hỗ trợ về chính sách, kỹ thuật, vốn và thị trường nhằm mang lại giá trị gia tăng cao nhất. Trong năm 2019 đã có 13 sản phẩm đã được công nhận và dự kiến trong năm 2020 có thêm 25 sản phẩm được chuẩn hóa từ 3 sao đến 4 sao. Các cái sản phẩm OCOP này thì chúng tôi là hỗ trợ về cái công tác tuyên truyền. Đấy cái nhất, cái thứ hai là hỗ trợ về cái bao bì nhãn mác hàng hóa. Cái thứ ba nữa là cái tem truy xuất nguồn gốc. Và cái thứ tư nữa là chúng tôi hỗ trợ tiếp cận với lại các cái thị trường cũng như là bao tiêu sản phẩm. Thì phải nói rằng là các sản phẩm này đã đến được người tiêu dùng mà người tiêu dùng đón nhận rất cao. Nhưng mà để làm tốt hơn các cái sản phẩm OCOP này thì không ai hết là sau khi các sản phẩm đã được chấm điểm thì chính là các cái chủ thể tham gia cái chương trình OCOP và các sản phẩm OCOP phải tự mình nâng cao cái chất lượng của sản phẩm lên. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa là không phải là bằng lòng với cái việc đã được 3 sao và 4 sao thì phải nâng cấp sản phẩm lên, là nếu 3 sao phải lên 4 sao và 4 sao phải lên 5 sao. Để làm sao thì một là có chỗ đứng ở thị trường. Cái thứ hai nữa là nâng cao cái sản lượng và giá trị. Cái thứ ba nữa là tăng thu nhập cho người dân, chính người dân bản địa ở địa phương đó. Thì trong thời gian tới với sự chỉ đạo của tỉnh cũng như là sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương cũng như sự vào cuộc của các tổ chức chính trị thì các cái sản phẩm chủ lực thì tiếp tục được chỉ đạo và nhân rộng mô hình cũng như là nhân rộng các cái sản phẩm có tính đặc thù khác nữa để làm sao mà có nhiều sản phẩm OCOP đến với người dân và người tiêu dùng. Song song với vấn đề xây dựng thương hiệu thì vấn đề liên kết với các nhà phân phối để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm là điều hết sức quan trọng. Qua đó, cần đẩy mạnh công tác truyền thông, các hoạt động tuyên truyền, quảng bá xây dựng hình ảnh thương hiệu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, cải thiện và nâng cao đời sống cho bà con nông dân. Bên cạnh đó, cần tạo ra các không gian, môi trường thuận lợi để kết nối người sản xuất và người phân phối. Tại đây, các nhà quản lý, nhà phân phối, kinh doanh các chuỗi nông sản sẽ chia sẻ những tín hiệu thị trường, giới thiệu những tiêu chuẩn kinh tế và kỹ thuật để giúp cho người sản xuất tiêu thụ sản phẩm một cách tốt nhất. Để phấn đấu thì phải các cái sản phẩm chủ lực của tỉnh Lạng Sơn đều phải là các sản phẩm OCOP. Khi đó thì các cái sản phẩm sẽ đạt được cái yêu cầu trong khi là để đưa vào xúc tiến thương mại có hiệu quả. Tiếp tục phải xây dựng các cái mô hình sản xuất cũng như là thực hiện tốt cái quy hoạch vùng trồng, tổ chức liên kết trong sản xuất để đạt được những cái quy mô và áp dụng cái khoa học công nghệ cũng như là các cái sản phẩm trí tuệ để nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Thì khi đó thì cái hoạt động xúc tiến thương mại sẽ đạt được hiệu quả. Và đối với Sở Công Thương thì trước hết thì chúng tôi sẽ định hướng là trước mắt phải thực hiện tốt các cái mô hình thí điểm trong liên kết tiêu thụ sản phẩm, trước mắt hoàn thành trong năm 2020 và năm 2021, và chú trọng tập trung xây dựng những cái tiến tới thành các cái mô hình liên kết bền chặt
trong cái việc tiêu thụ sản phẩm và thực hiện hoàn chỉnh cái hệ thống các cái cửa hàng bán sản phẩm ô cốp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cũng như là thực hiện tốt cái việc tổ chức xúc tiến thương mại chuyên đề liên quan đến xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm ô cốp của tỉnh Lạng Sơn, không chỉ là tiêu thụ trong nước mà hướng tới xuất khẩu ra nước ngoài. Để việc xây dựng giá trị thương hiệu của nông sản Lạng Sơn có được nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, giúp các đặc sản nông sản địa phương được nhiều người biết đến, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh tương xứng, rất cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp các ngành, sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, sự vào cuộc của các chính quyền địa phương và những người sản xuất, góp phần phát huy tối đa giá trị của các sản phẩm nông sản, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo hướng bền vững trong thời gian tới.